Ok, xin chào các bạn. Chào mừng quay trở lại C cùng chơi Battle Ram. Đây là cái có thể nói là cái ma trận cuối cùng của chúng ta. Follow the dragon. Từ xem mà. Mình sẽ xếp lại team này. Over 1 there. này. Thằng đi sẽ số 3 này. I'm going. Chắc là mình sẽ đỡ đây luôn này. Chúng ta I'm sẽ burning. Ui, có hàng luôn này. Blood and honor. Yes, né rồi, không chết mẹ nông dân. Thằng này nó không có set mày. Cái chiêu set của bọn này đánh rất là đau luôn. Đặc biệt là nó có hiệu quả với mấy thằng samurai như team mình ấy. I'm smoking. Smoking. Sizzling. I follow the dragon. Chỗ này là cái đường qua này. Có thể đặt một cái ở chỗ dưới này luôn. Ui, đánh nhau luôn rồi. Ui, vớ vẩn. Cắt tiết đi. Bắn ạ. Úi giời. Đốt ạ. Đốt ạ. Over there. Thằng hàm bụng béo béo này là cái gì nhỉ? Mình quên mất. Fire me up. Yes, sir. Ok, chúng ta sẽ yes, sir. I phải tiếp em ơi. I'm going. Phải tiếp em ơi. Mất mất cái gói rồi. Bọn này sẽ đi lấy nước này. Yes. À, không đi gặt à? I'm going. Nhiều khi mà ngồi xem cái bọn này gặt cũng hay, cái animation nó đẹp ấy. Nên là như cái mình nói hồi xưa là nhiều khi mình chỉ bỏ mấy chục phút mình ngồi mình xem nó gặt đấy, animation nó gặt ghét, rồi gánh nước nhìn rất là chi tiết luôn. Rất là đáng tiếc là bây giờ là không có được cái game nào như game này. Và nếu mà cái game này mà làm lại kiểu remaster hay là kiểu nó đã làm lại cái character model ấy hoặc là cái polygon ấy thì mình nghĩ là nó quá đẹp luôn. Giống như kiểu cái game này nó chuyển thể thành cái bản là HD ấy. Thực ra cái này nó cũng có thể gọi là HD rồi ấy, nhưng mà có nghĩa là nó cái tính thực tế nó đẩy lên một cao hơn một tầm mới ấy. So với những game bây giờ ấy, thì chắc cái lúc đấy còn đẹp hơn. Ok, chúng ta sẽ mình phải làm cái gì nhỉ? Ok, chúng ta sẽ xây cái nhà này này để chúng ta chuyển thành samurai nữa. Nói chung là cái hội này là hình như là cái đội rồng thì nó sẽ đánh nhau với cái bọn Lotus. Còn cái hội mà rắn thì nó sẽ đánh nhau với cả hội sói. Mình nhớ là như thế. Bọn này hiếu chiến thật đấy. Úi dồi, nó bắn đấy. I follow the dragon. Chém nó. Thấy mẹ mày cái này đây, phần máu bốc khói. Cháy bốc khói luôn. Gọi làm việc đấy mẹ. Bao nhiêu việc là nhà bao việc là hai thằng gánh nước. Ok, một ông đi ra đây đi. Một chuyên ninh samurai cho tôi. Cái này thì ra đây này. Thằng béo sẽ lên đây. Mình không phải là fan của mấy cái thằng phá nhà lắm ấy. Bởi vì mình biết là bởi vì mình thấy là nó không thực sự nó cơ động ấy. Thay vì mình sử dụng lửa mình đốt kinh hơn. Như là bắn cung cái hội này bắn rất xa mà lửa đốt rất là ác luôn. Thì nếu mà giao tranh xa xa một chút là mình có thể đốt được nhà luôn ấy. Thế nào. Ủa, bắn chết luôn. Còn cái đội này tầm bắn nó thấp ấy, khả năng bị chết rất là cao luôn. Nên là mình sẽ xây luôn một cái hỏa công. Yes. Bắn cung của anh sẽ đi vào đây này. Mình sẽ xây luôn mấy thằng bắn cung này.
Ui, cái bài này được 50 luôn, kinh quá nhỉ. À, bọn anh cũng học được quả công rồi này. Ra đốt mẹ nhà đây nhỉ. Mình là mình cực kỳ ghét mấy cái thằng nhà nhà bắn xét của thằng Lotus này. Nhìn rất là ngứa đít nhỉ. Mẹ mấy con chó này bắn xét đau ơi đau rồi. Bọn này là làm bắn cái gì nhỉ? Bắn gì nổ ấy. Các chú làm việc đây này. Khai trương cái là bao nhiêu khách vào. Rồi. Ra đây à. Đấy, tiếp tục ra đây đi. Yes sir. Yes, I follow the dragon. Bao nhiêu khách vừa khai trương này. Ok, chúng ta xây cái bathhouse này. Nhà tắm. Yes. Nhà để massage cho các chiến binh. Certainly. With bow in hand. Bọn đang chuyên lính hết rồi. Cái này là cái gì nhỉ? Sapnol Cat. Certainly. Focused and steady. Certainly. With bow in hand. Certainly. Bắn vào chết này. Úi giời, vậy. Ui, gì đấy? Mẹ cái thằng béo này chạy kéo cả tim. Lên. Ui, chè. Bật thật phát nữa. Vẫn còn một thằng á. Chó này sống dài thế nhỉ. Mình sẽ nâng cấp cái trường bắn xa bạn, bắn cung. Yes sir. I follow the dragon. I'm moving. Going. I smash them. Light and fight. Oh, I'm moving. Cover your ears. Ồ, chết luôn. Đấy, thằng béo này là yếu lắm. Ôi, chán thật đấy. Đi rất là chậm, lại còn yếu đấy. Cho mà chết đi. Face your master. Arrows ready. Ready to burn. Chết mẹ. Chết mẹ, đạp vỡ mặt. Đốt. Đốt hết cho anh. Bọn này bây giờ nó chăm làm thế nhỉ. Yes. Truyền đinh nghe, đi truyền đinh này. I'm going. Lead the way. Dragon, guide my arrows. Lead and I follow. I'm smoking. Ui, sao bắn này. No mercy. Ui, sao bắn chết luôn. I move. I'm going. Yes. Bát hào và nước. Ok, chỉ đi lấy nước đi các chú. I'm going. Thằng này sẽ đi vào đây này. Bàn này không có ngựa luôn. Ok, cũng chả cần. Mình chỉ cần bây giờ xây được con Zen Master mình.
Chỗ này là có một cái trên cao này, xây mẹ cái tháp này nhỉ, để quản lý được cái chỗ này này. Chỗ này nó sẽ đi qua cái tháp này này. Yes sir. Yes sir. Yes. Yes sir. Cứ loanh quanh thôi. Ok anh Samurai đi dò đường này. Chơi nó đánh này. Kenshin cầm súng bắn ám ấy nhỉ? Bắn xa ghê nhỉ? Ui, xa tít đây. Yes, Lord. All right. Yes, sir. Xây được cái bắn nỏ này, bật cung này. À trên này nó có hàng. Yes, Lord. Thì từ nó không có hàng. Fire me up. The servant tường ấy. Tường ấy. Yes, master. Yes, Lord. Sizzling. I'm going forward. Chiếm của nó luôn. Charge. Biến đi à? Burn, baby, burn! I'm burning! Okay. Nó lùa mình rồi. Kinh quá. Trời ơi. Mày lùa ta để mày chết. I'm smoking! I follow the dragon. Đứng lên phòng thủ. Bắn cung được bắn ác thật đấy. Mình sẽ lên cái này. Ui chết rồi, vào dạo nó rồi. Ui, tìm mình chết. Samurai bị luộc. Ok, rút. Mà tìm chết rồi. Cứu được rồi. Chạy. Tướng chạy đấy, ôi dồi ôi mà. Bắn nhau cái gì nữa, chạy đi. Ui dồi, nó luộc tìm mình. Nên mình phải xây thằng Kabuki rồi mày. Thế chó nó là bọn lại ra đây. Certainly. Fire me up. Tổn thất. Zen Master. Yes, I'm going. Yes, Lord. I'm smoking. Nó lại phệt mình, thế mới đau. Agreed. Phải chiếm được cái 2 gram của nó. Samurai mình là không mạnh được với cái bọn này. Đánh rất là không hiệu quả. Fire me up. Chém đấy. Chém vỡ mặt rồi. Agreed. Of course. I'm after them. Ready to burn. I'm going. Of course. Fire me up. Over there. Of course. I'm burning. Agreed. Vậy đông thế nhỉ? Không chịu được. Đầu quay đĩa.
All right. Yes, sir. Này ra. Ơ. Này đây. Đây đây em. Ok. Yes. I'm smoking. Lùa đã. Of course. I'm going. Fire me up. I'm after them. For the clan. Mấy con độc này đánh kinh ấy nhỉ, không chịu được. Thế giờ tìm chết luôn. Mấy con độc này đánh kinh thật đấy, không tưởng tượng này. Thôi, rút đi thôi. Mẹ bây giờ phải xây thằng Kabuki này. Con chó kia nó có cái chiêu độc đánh rất là khó chịu. Rút 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 rút. Ông này ông vẫn quỳ lạy tổ tiên, chết mẹ hết. Fire me up. Agreed. Yes. Yes, sir. I'm burning. I'm smoking. For the clan. Over there. Chưa là tiền hết. Ô đánh nhau đây á, ô vã. Light and fight. For the clan. The dragon is revenge. I follow the dragon. Right. I'm going. Đánh nhau loạn lên. All right. Hết cỏ rồi. Qua đây chấn muộn này. Yes, sir. Khiếp, hết cả cỏ rồi. Sizzling. I'm burning. Sợ là sợ cái bọn đeo mặt nạ ấy, mấy con chó phun độc. Ok ra đây ấy đi. Yes. Ui giời ơi. Hàng. For the clan. Right. Return to roots. Fire me up. I'm after them. Blood and honor. Yes. Attack. Of course. Okay. Để làm được cái tháp ở trên này, phải canh cái chỗ nông dân. Ui trời bắn. Chiếm được cái chỗ này. Chiếm được đồi A1. Mẹ. Cứ điểm địa bên phủ ấy. Mẹ, nó cứ đẻ quân lên đầu mình. Bị ngay mà con chó này.
Thế thì mày cho nó chết hết. Forward. Ôi thằng này đi đập nhà này, đập cái nhà này. Of course. Cháy luôn. Nghi ngút. Dragon, guide my arrows. Chết đi bố mà xây nhà. Yes, sir. Yes. Like an arrow. Yes, master. Yes, sir. All right. I'm burning. Yes, I follow the dragon. Right. I'm going. I hear. I sense the enemy. Yes, sir. Over there. The servant obeys. Lại xây cái này ở đây, mẹ cha cái bọn này. Agreed. Quá phiền. Mẹ bọn em nó không sợ chết nữa nào. With bow in hand. Moving. Cầm luôn cả cái kiếm lửa ra phệt. I move. Agreed. Úi dồi, mẹ nó xây một đống đấy. I move. Thằng nào mẹ đẻ quân kinh đấy. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. For the dragon. Ui, mẹ tính trưởng vào đấy. Ui dồi, đàn quân này. The servant obeys. To the battle. Face your master. I have hope. Ui rồi, quần đâu? Chạy 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 chạy. I follow the dragon. Ui rồi, quần nó này. Đại quân rồi đấy. Ui rồi. Forward. For the clan. I agree. Mẹ con này đứng chắn hết cả bố này. Chết mẹ này. Phản ngân này này. Ôi chết. Ui giời, mẹ phòng thủ. Phản ngân này này. Đứng ngoài bắn súng. Ui, nó đánh sập. Công thành chiến. Yes. Quân đâu kéo đông thế nhỉ? Sập. Ôi, trò mày chết con mẹ. Ông này ra đây đây, đánh nhau đây. Ôi, bị kẹt đây này. Có thể bị kẹt đây luôn này. Đùa nhỉ.
That's your purpose. Ui giời. Guide my way. All right. Yes, sir. Fire me up. Tới bời mẹ hoành. Gọi thêm mấy ông sư đây. Your words are just. Your words are true. Con chó này là nó xây nhà này, từ nãy giờ mình không biết. I'm going. Right. Yes. Right. Anh em sư. Yes, master. Of course. Certainly. The mind is focused. Straight and true. Sizzling. The servant obeys. Yes, Lord. For the dragon. Yes. For the dragon. Yes, Lord. Mẹ, trẻ muốn cho vỡ mặt. Yes. Đánh nhau quá ít ác chiến. Ui, đánh nhau chứ. Vậy tuổi chó đấy nhỉ. Yes. Ui, ông đâu, ông chạy mẹ ông đây. For the dragon. We will prevail. Mấy con chó này nó hai kiếm nó chém hết này. Yes. Và con mẹ này mà chém cho nó vuông. Chạy sang đây. Like an arrow. The servant obeys. Xem này. I'm burning. Dọn dẹp. Đã chém đau vậy nhỉ? Nâng cấp cái kiếm của samurai. Ui chết rồi, lại tim rồi, tôi bỏ mẹ rồi thôi. Chết tôi rồi. I hear. I understand. Bắn nó quay ra này. Cho tìm thầy chùa rồi đánh nhau. Úi giời bắn. Úi giời. Thôi. Certainly. The soul is mine. Honor for the dragon. Ủa chết luôn. I sense your purpose. Easy target. I have focus. All right. Không ổn, không ổn. Chạy. Target found. Servant obeys. Right.
Mẹ phiền đấy nha, bọn em cứ đẻ quân. Yes, Lord. Yes. Moving. Đừng im, đừng im. Đừng im, đừng im. Đấm, úi giời, vỡ mặt đấy. Chỗ này nó vẫn qua này. Đốt mẹ mấy nhà chó ấy. Cứ đi ra đẻ để đẻ ra khó chịu thế cơ chứ lại. I understand. Chó chết này. I hear. Yes sir. Một team hùng hậu này. Kéo con mẹ ra mà bổ của mẹ này, chó. Đây đạo số 4 ấy. Blood shall flow. Ui, lùa. Chạy. Mẹ em lại cái đống này. Bố mày giết mày. Attack. You are wise. Over there. For the clan. As you command. My sword. Yes. Face your master. It shall be. Focused and steady. Dragon, guide my arrows. I follow the dragon. Right. Cầm con mẹ vào trụ này này mà phệt. Bây giờ mới bắt đầu ấy được. Mẹ cha bọn chó này đông quá, đẻ kinh khủng lắm. I follow the dragon. Ôi tiết, chặt cắt tiết ạ. On target. Thôi mình cho tướng này xuống đi. Certainly. I understand. The servant obeys. Yes. Focused and steady. Ui rồi mẹ mà, cái tầm của nó chó. Giết anh, lên tân vào đây. Giết mẹ ấy. À đánh nhau à? Kinh. Giết dân, mình giết lại dân nó. Đây còn mẹ mày tháp này. Ô, cứ chồng bỏ mẹ con chó này này. Ui, chúng ta ra luộc bọn chó này. Ui, mẹ nó tẩn tháp này. Ơ, team mình đâu hết à? Ui, chết chẳng ai cây lúa này bỏ mẹ. Bắn chết samurai nhà mình. Ui mẹ nó bắn đấy. Đông thế cơ chứ. Quân. Cầy hết cả tiền. Má đập vỡ luôn cái trụ của mình. Chó này.
nông dân mình mẹ kéo đi đánh nhau hết. The mind is focused. Agreed. I have focus. Empty the mind and seek the target. Face your master. Arrows ready. Focus and steady. The mind is focused. Attack! All right. Yes, sir. Our rice has run out. Cơm hết gạo. Đánh nhau nhiều. Này nhớ. Lại cái bọn này nó hết máu rồi vẫn đánh nhau, hay thật đấy. Để sức mà tí nữa có thằng khác nó vào phệt thì tao. Mẹ xây bao nhiêu nhà dân này luôn. Ông cày hậu tôi cái ruộng này. Xây con mẹ ở nhà đây. Máu. Shall be focused and steady. Dragon, guide my arrows. Take aim. Blood and honor. Empty the mind and seek the target. Giành nhau quyết liệt rồi. Chém rồi. Certainly. Tương đối căng. Bây giờ mình quay lại có lúa rồi. Tập trung vào cái tiền này. Samurai bây giờ là không có cái bọn ném cái thuốc độc kìa. Over there. I have focus. It shall be. Target found. Ui, bắn đấy. Focused and steady. The mind is focused. Bắn xa thế. Úi dồi ôi, chết rồi. I sense your purpose. Agreed. Yes. Ngồi mẹ cha. Certainly. Empty the mind and seek the target. We enter the store. Con chó này chơi chết à? Còn cái gì mà biết. Attack! Charge! Chết mẹ. Ui, bắn đấy. Con ném kinh thế. Úi dồi ôi, ném đấy. Ui giời, nát người rồi. Lại vẫn còn lại có cái trụ quần này. Cái mình sẽ xây thằng làm samurai thế. Giờ nhiều. Ui, lại bị kéo vào trong này, mẹ thế mà đỡ. Cứ bị kéo vào trong này nó giết. Đánh theo team trong này.
À đây mà đánh cái này, bắn cung kích. Chặt chết cha. Mẹ lại con này, úi dồi ôi, đéo hiểu sao. Ôi, sao dồ quá. Nhưng mà cũng may là con này nó kháng phép cao thôi. Chèo hay nhật này. On target. All right. Right. Yes. I move. Over there. Hmm. Certainly. On target. It shall be. Agree. I understand. The mind is focused. Certainly. On target. Dragon, guide my arrows. I have focus. Certainly. On target. Ace your master! Ui giời đốt. Bắn một phép. Ui đây đây lại có một cái thép tháp này. Từ từ. Over there. For the clan. Ui giời nó bắn một phát. Ok đừng o o này, đừng để im. Yes, Lord. Đừng im cho ta. Khiếp sợ quá cái bọn samurai. Bà đừng đừng im nó lại vẫn đánh thế này. Ui rồi chết rồi. Agree. Over there. I move. I sense your purpose. Chết 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 chết. Face your master. Over there. Bậy ra, úi xuẩn chè. I hear. Ôi trời ơi, con đĩ này. All right, I leave. Mẹ bọn đã đẻ đâu mà lắm thế nhỉ, không hiểu sao. Kinh khủng. Mình biết là nó đông nhưng mà mình nhiều khi mình vẫn sốc. Ok, xoay thằng này ra đi. Mấy cái thằng này ra. Cần là cần thằng phun lửa này. Bắn đấy. Mẹ nó vẫn đẻ đâu ra thế mới hay. Hay là nó xây ở nhà đây nhỉ. Mình tưởng là mình tiêu diệt được nó rồi mà nó vẫn đẻ được ra, không hiểu đẻ ở đâu mà. Đấy, rất là hay luôn, không biết đẻ đâu. Attack. Ờ không, xong rồi. À đây này, nó lại một xây một cái nhà này. Mẹ cha bố mình phát giò mấy. I'm smoking, of course. Một máy này dài dã man luôn. À đốt hết nhà ta. Chúng ta có một team bắn cung mới. I sense your purpose. I understand. Lại chạy ra này nó phệt, nó đi nó ấy. Xây nhà, mẹ con đĩ này. They shall die. Of course. Đi đây. Fire me up. For the dragon. Take him down. Yes. The dragon's revenge. Light and fight. You for the dragon. It will be done.
Chạy bắn chết mẹ này, đĩ này. Run them through. We will prevail. Yes, Lord. The servant obeys. On target, focused and steady. With bow in hand. I have focus. Đạp. Đạp ngay. Không hiểu sao 40 mét rồi đấy. Lại mấy con chó này nè. Về rừng, rừng, rừng. Lại phải đi lùa hết mấy cái nhà chó chết của nó đấy. I hear. Bài này cũng không kém như cái bài trước đó. Về cái độ phiền của cái bọn này. Mình phải xây một cái nhà này chặn cái đường. Hoặc là biết khi nào cũng... Úi dồi ôi, cái bọn này lại phi vào, mẹ nó chứ. Ôi, bảo bao lần. Ôi giời. Thôi, đứng im thuần mẹ mày đi đi. Ôi giời. Mẹ bấm cái nút rồi mà cứ nhảy vào đánh, cứ nhảy vào đánh mẹ. Hai cái thằng ấy của mình đâu rồi? Này, đốt nhà đi. Mà bây giờ phải training con mẹ nó mấy cái thằng Dragon Knight. Khó chịu dã man luôn cái kiểu này. Certainly. Đừng im này, phải ngon không? Di chuyển làm cho đi. Bực hết cả mình. I walk your path. Đây rồi, bê dồn mẹ rồi mình xong. Chạy qua. Thằng phun lửa mình đâu rồi? Số 4 ấy. Và phun mẹ mày cái tháp này. Ui giời bắn ấy. Straight and true. Để lại chạy mẹ con đi. Ui giời. Like an arrow. Easy touch. Đốt mấy cái nhà nào đấy. The arrow flies. Úi dồi, bắn thủng lưng. Chết thằng này chết rồi. I'm burning. Empty the mine and seek the target. Your words are true. Straight and true. Úi dồi, bắn. Ui, mẹ con chó này. À, cái chỗ này đường khác mà. Mình nhầm. Nó đi thẳng đây luôn hay sao? À, đây nè, nó đi thẳng cái đường này ra. Chó này. Over there. Ok. Like an arrow. Nó đấm ấy. Mình cứ nhầm đường. I hear. Ui giời. I understand. Face your master. The arrow flies. Dragon, guide my arrows for the clan. Thằng béo đi bị ăn đòn. Ongoing. For the dragon. Ta lùa nó. Ui giời, đấm đấy. Yêu. Ôi chết rồi. Mẹ ba con chó này chém đau thế nhỉ. Straight and true. Ok, chúng ta lại dọn được cái chỗ này. Mẹ cha nó nhiều thế chứ lại. Agreed. Like an arrow. Khiếp, nhiều như lợn con này, khiếp. Đấy, lại nữa này. Lại có một số con đĩ phi ra. Gánh nước. Ok, chúng ta không có cách nào phát, chúng ta phải giết hết các bọn này.
Bây giờ mình 25 nhân 50, mẹ chết từ nãy là bao nhiêu thằng. Xây mẹ thêm bắn cung cho nó máu. Cứ cung lửa mà phệt cho nó sợ. Đấy, bây giờ không biết là mấy loại ở đâu ra, nó phi ra. Rất là hay luôn. Ok, chúng ta quay về rồi. À, mình phải gọi thêm mấy thằng thầy tu. Thôi tìm mấy team riêng đi, ra mà phòng thủ. Your words are just easy target. Úi dồi, bắn. Thầy tu đâu là đấm. Úi đi vòng tiếc này, oh my god. Úi đây có hàng luôn này, từ từ. Từ từ hình như là mấy cái ven này là có hàng ấy. Dọc. Mình đi cái đường dưới nhé. Giờ là không được chết này, này. Mẹ mày, bài này dài dã man luôn. Bài này cũng không kém gì cái bài lúc nãy đâu. Nhưng mà cơ bản là cái map của nó là một đường thẳng ấy. Thì nó dễ hơn một chút thôi còn. Về cái độ mà lằng nhằng của nó là Chắc chắn là có cái căn cứ to rồi này. Mấy con này nó cứ đi loanh quanh này. Đấm, úi giời. As you command. Quá mệt với cái bọn này. Blood and honor. Chém. I hear. Agreed. I move. I understand. Your words are true. Your words are just. To serve is to live. Your words are true. Your words are just. Straight and true. Ôi. Tốt. Mẹ em. Đánh. Your words are true. Chết mẹ em hết lên sư. Ui giời, toàn tìm lệ mẹ con chó này. Đó, vỡ mặt này. Ui giời, nó giật. Sư này tập trên thôi. Đột thằng mẹ mày. Like an arrow. Agreed. Yes, sir. I follow the dragon. Yes, sir. Yes. Stay green. I understand. Over there. Nhà thế cơ chứ. Ôi rồi mẹ. Và giò. Mình nhớ. Ôi trời ơi. Oh my god. Mẹ. Nhà nó vãi cái đái luôn, nó xây. Con chó nó xây lắm hết chứ. Thật ra đánh nhiều đạo cho nó vui ấy, nhưng mà đánh cái nhà này nó quá nhiều luôn ấy, kiểu thế.
Nhưng mà hồi xưa đúng là nó cũng vừa chơi hay thật. Kiểu đánh nó kiểu nó cũng đẹp ấy. Nên thực ra hồi xưa thì nó cũng chẳng quan trọng lắm ấy. Về cái mục mà cứ lặp đi lặp lại. Trên thực tế là còn mình còn thích thế à? Ông nó bắn ấy. Ui dồi. Mẹ cái thằng mấy là samurai rất là ngu nhá. Chồng phép rất là kém mà cứ nhảy vào thế mới đều ấy. Rất là đáng buồn rồi đây. Đấy là vào lại chết vào. Nó bắn như này, ui dồi nó tụt máu đấy. Chống phép cực kém luôn mẹ, cứ nhảy vào. Bắn vào mẹ con chó này. Cho làm trận. The dragon's revenge. Ôi dồi ôi, trời quá nhiều luôn. Mẹ làm đâu mà phải làm farm thế được chứ. Mẹ nó đang xây chỗ nào không? Attack. Ui giời mẹ nó xây một đống rồi. Tức kinh vậy nhái luôn. Bật mẹ hết mày này. Này nó công lực rất là mạnh rồi. Viên ngọc bảo vệ. Viên nó sẽ đánh nhà mày. Ui, kẻ áo quần. I sense your purpose. Mấy thằng sư nhà mình rồi. Mà chết là không kịp rồi. Chạy đến kiệt mẹ sức. Ôi, chạy đi, chạy. Focused and steady, certainly. Vẫn không quay lại bắn nó phát. Rất gầu. Ôi giời ơi, ông ơi, mẹ. Quay này nó phệt rồi. Ui, nó bắn đấy. Bắn nát người mà. Easy touch. Úi dồi bắn. Thằng này vẫn thoát được thế mới hay. Focused and steady. Giờ là vẫn còn một thằng ở đây. Có một cái nhà này. Úi dồi nhà này. Ok mình sẽ hợp quân lại này. Sau mình sẽ. Úi nó đánh mình trước á. Đi bộ mệt quá nhỉ. Blood and honor. Cho lại chết cơ mẹ. Over there. Nhập hàng. Like an arrow. Ui, tìm pháp sư của nó này. Honor for the dragon. Dragon warrior nó phệt thôi đi. Bây giờ nó cái thằng kia nó gọi mưa rồi đấy. Cái thằng họ đi ra đây, tụi cầm này. Gọi mẹ thêm mấy thằng đi theo. Thêm mấy ông trong nhà đây. Sư. Your words are true. Năm. Is to serve. Này, số 4
Chạy ra đây. Mưa này không đốt được nhà rồi. À, quá mệt. Ok, chắc là mình sẽ nghỉ một chút rồi tiện mình quay lại. Mình chơi cái bài này rất là dài rồi.